Xin chào các bác, em là Hà Thương ở bên Đồng Mỹ Nghệ Đông Sơn đấy ạ. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác đó là hai mẫu lọ hoa của nhà em. Và em lên luôn cho các bác đó là một cái cành hoa 10, một cái bó hoa 10 cành của nhà em nha các bác. Đấy, hai mẫu lọ hoa này có cái màu sắc, một bên là màu vàng đậm và một bên là màu highlight anh tím đấy ạ. Bác nào mà đang có một cái bộ đĩnh đồng màu vàng đậm có thể là lấy cái lọ hoa màu vàng đậm của nhà em cho nó đủ độ đủ và đúng đúng so với lại cái phong thủy của nhà mình nha các bác. Và em sẽ đi lại gần cho các bác xem về những cái hoa văn đường vít ở trên lọ hoa như thế nào nha. Đây ạ, các bác thấy không ạ? Là những cái chạm nổi này ở trên cái lọ hoa rất là đẹp và được các nghệ nhân chạm một cách là tỉ mỉ và tinh tế đấy ạ. Và hoàn toàn được chạm bằng tay nha các bác. Đây là hình ảnh đôi chim này. Đây là hình ảnh đôi chim này, đang vườn hoa này, đang chơi tung tăng hoa này. Đấy. Và hai màu này là được tạo ra từng cùng một phôi và được làm màu và được làm hai công nghệ màu khác nhau thôi ạ. Đây các bác nha. Đây là cái cành hoa sen của nhà em đấy ạ. Đây là bó hoa 10 cành của nhà em nha các bác. Bó hoa 10 cành và đang có màu hun nâu đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Đây nha các bác. Nhà bác nào đang thiếu lọ hoa thì có thể là liên hệ với em để em có thể là tư vấn cho các bác lọ hoa phù hợp nhất với lại cái ban thờ của nhà các bác và phù hợp nhất với lại cái bộ đĩnh đồng nhà các bác đang trưng nha các bác ơi. Các bác có thể để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận là em có thể để em gọi điện cho các bác, hoặc là các bác gọi trực tiếp vào cái số hotline của em đó là 0911 740569. Em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác nha. Em cảm ơn các bác và em chào các bác ạ.